Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của em Hoàng Xe Tải nha. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho quý anh chị về hai mẫu xe van hàng đầu trong phân khúc đang được rất là nhiều anh tài xế ưa chuộng, và mẫu xe van này không bị cấm tải cấm giờ. Thì đối với anh chị, hai mẫu sản phẩm trên là hai mẫu nào? Đó, nhìn rất là quen thuộc đúng không anh chị? Đó, một mẫu là TRAV6, bên phía bên tay trái em đây, mẫu TRAV6 mới được ra mắt khoảng gần một tháng nay, và mẫu 868 hiện tại cũng là mẫu rất là thịnh hành. Đó, rất là được quý anh chị quan tâm nha. Và sau đây em xin so sánh hai mẫu sản phẩm này để cho quý anh chị có thêm một thông tin để mình cân đối xem mình lựa chọn dòng nào cho phù hợp và giá cả như thế nào. Một mẫu thì lăn bánh gồm 300 hơn và một mẫu lăn bánh gần 300. Đó, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Đó, thì sau đây em xin giới thiệu trước tiên về phần ngoại thất của xe. Đó, xem thử là nó có ưu điểm như thế nào, và cabin nè, và nội thất. Đó, xem thử sự khác biệt ra sao để quý anh chị có thể mình cân đối cho nó hợp lý. Và sau đây mời quý anh chị xem qua cái phần nội ngoại thất của hai dòng xe nha. Em sẽ so sánh từng chi tiết cho quý anh chị có thể có cái thông tin mình tham khảo nó dễ hơn. Đó, về phần ngoại thất của xe thì trước tiên là mặt ga lăng ở phía ngoài, phần Teraco có phần nhỉnh hơn nha quý anh chị. Đó, nó được thiết kế là gân guốc hơn, và cái logo được thiết kế là mạ rơm sáng bóng đây nè. Đó, phần đây, và lọc không là cái chỗ phần lọc lọc gió đây, nó cũng nhìn nó cũng tương đối là nó kỹ lưỡng hơn và nó tối ưu hơn rất là nhiều. Và công nghệ đèn được halogen resistor đó thì giúp phản sáng của xe khi mà chiếu ra thì nó sẽ sáng, nó sẽ rõ hơn và nó sẽ xa hơn là đèn halogen thường. Đó, và đây ở đây được trang bị cho mình là đèn phá sương nữa. Đó, đèn phá sương, và ở dưới này là lưới tản nhiệt của ông này quý anh chị. Đó, lưới tản nhiệt của ông. Đó, nhìn rất là cứng cáp ha. Và qua phần bên đây, đó chính là xe FRM 868. Thì cái mẫu này á, thì quý anh chị có thể thấy được cái phần lưới tôn này được trang bị là từ phần trên dưới phần dưới. Và công nghệ đèn ở đây là công nghệ đèn halogen, thì nó sẽ không được bằng cái xe mẫu Teraco V6. Và cái đèn phá sương ở đây, đó đèn phá sương đây được trang bị luôn. Thì em thấy mấy mẫu xe van hiện tại bây giờ được trang bị nói chung là đầy đủ cái công nghệ hết, về đèn chiếu sáng nè, đèn phá sương, và cũng như là về cái lưới tản nhiệt á, thì được thiết kế nó sẽ đẹp hơn xe tải rất là nhiều. Đó, thì nhà máy hiện tại, cái nhà FRM này được sản xuất bởi nhà máy Shinrei Motor. Đó, nên là cái phần về ngoại thất thì em đánh giá cái dòng Teraco thì nó có phần nhỉnh hơn một xíu so với dòng 868. Đó, còn về cái phần chiều dài của xe đi. Chiều dài của xe thì một mẫu nó dài được 2m6 và một mẫu dài được gần 2m rưỡi. Đó, thì tải trọng hai xe cũng khác nhau. Một mẫu là 868 bên đây, phía tay phải em là 868 kg, và cái mẫu TRAV6 này thì mẫu này được là 945 kg. Đó, quý anh chị mà đang cân nhắc mình đang cần một cái loại tải, loại xe van mà tải lớn, thùng dài, thì mình nên chọn cái dòng này. Đó, giá thành nó sẽ chênh lệch một chút. Còn ví dụ anh quý anh chị có thể cân đối mình giá thành nó hợp lý, mà tải trọng nó tương đối ổn và thùng nó cũng đủ để mình chở mấy mặt hàng, nó cũng 2m rưỡi, thì mình nên lấy mẫu sản phẩm này. Đó, thì sau đây em sẽ giới thiệu về cái phần về phía cửa mở của xe nha. Thì cái dòng Teraco này á, nó đặc biệt á, nó có nhược điểm á, nó chỉ mở được cái phần cánh cửa phía bên hông của bên lái phụ thôi. Đó, quý anh chị có thể xem thực tế bên trong nè. Và phía bên tài thì không có cửa mở nha quý anh chị. Đó, còn sàn lại sàn nóc dập lá me đầy đủ hết. Đó, sàn nóc dập lá me nè. Đó, quý anh chị có thể xem qua cái phần tổng quan phía bên trong cabin. Và cái phần vách này có thể thiết kế mở ra được nha quý anh chị. Đó, mình có thể mở ra, mình cho nó thoáng xe, mình chở những mặt hàng nó tương đối dài hơn 2m6. Rồi, qua phần bên đây thì quý anh chị có thể thấy được là cái phần cửa mở là dòng FRM được thiết kế là hai cửa mở nha, hai bên. Thì giúp cho mình quá trình mình vận chuyển hàng nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Đó, nè quý anh chị có thể thấy nè. Đó, sàn nóc dập lá me đầy đủ hết, y chang cái mẫu kia. Đó, còn cửa mở phía bên tà phụ nữa, để em qua mở cho quý anh chị xem. Đây, cửa mở phía bên phụ nữa. Còn cái vách này được thiết kế y chang dòng TRAV thôi, không khác gì hết. Nhưng mà theo phần về cabin phía bên trong thì em đánh giá cái phòng dòng FRM này nó ok hơn là dòng 868, bởi cái độ linh hoạt trong vận chuyển, và cũng như là mở được hai bên thì nó sẽ tiện vận chuyển cho quý anh chị về mặt hàng hóa của mình rất là nhiều. Đó, còn phần phía đằng sau xe
Đây, phía đằng sau, còn sau đây là phía đằng sau xe của dòng FRM nha quý anh chị. Đó thì được mở là cửa đẩy lên, và đây là hệ thống tia hơi nè. Đó thì khi mình đẩy lên á, thì khi mình lọt hàng vô, ví dụ anh chị nào trả hàng pallet á, thì nó sẽ nên nước chừng cái phần này, tại vì khi pallet mình vô nó sẽ không lọt. Đó thì cái cửa mở này, mở vỉ á anh chị, đó thì đẩy lên dòng FRM. Còn dòng Terra V6 này á, thì được cái là nó sẽ mở cửa hai bên và góc 180 và 90 độ, nó có một cái gờ giữ giữa đây. Đó giúp quý anh chị có thể mình vận chuyển hàng vô, một là mình mở 90 độ tay 180, hoặc là mình đẩy thẳng lên luôn. Đó thì giúp cho việc vận chuyển hàng hóa mình nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, và nó không bị vướng phần trên. Đó như quý anh chị có thể thấy này, một là mình mở theo kiểu này, đó hai là mình mở toạc nó hai bên luôn. Thì theo em thấy thì cái độ về độ linh hoạt về trong vận chuyển phần đuôi thùng á, thì em thấy cái phần về cái mẫu TRV này thì nó có phần ưu điểm nhỉnh hơn một chút so với dòng FRM. Và cái phần quan trọng nữa là cái động cơ của mẫu TRV 6 á, hiện tại là 1.5 của Mitsubishi và FRM là 1.6 của Italia Euro 5. Thì quý anh chị có thể cân nhắc tùy vào cái động cơ thôi, thì độ tiết kiệm nhiên liệu của dòng Terra thì nó vẫn tốt hơn nhiều so với dòng FRM đó. Còn quý anh chị nào cân đối thì tùy vào cái cảm nhận của mỗi người thôi. Còn cái cỡ lớp á, thì để em so sánh cỡ lớp cho quý anh chị xem về phần cỡ lớp xe nha. Về cỡ lớp xe á, thì xe được trang bị là xe van, thì bốn bánh đồng bộ như nhau hết. Riêng cái dòng 868 á, thì nó sẽ có phần cỡ lớp xe nó sẽ nhỉnh hơn dòng Terra van. Đó chính là cỡ lớp là 195/65R15. Đó nó sẽ được trang bị ốp mâm nè. Còn bên cái dòng TRV6 á, thì nó sẽ được trang bị là cỡ lớp là 185/G14C. Đó, quý anh chị có thể thấy này, được trang bị mâm này luôn. Thì cái phần cỡ lớp thì cái phần FRM nó sẽ nhỉnh hơn so với dòng Terra nha quý anh chị. Đó. Còn sau đây em xin giới thiệu về quý anh chị về phần nội thất của xe nha. Xe nữa đã được trang bị những gì nha quý anh chị. Về cái phòng về cái nội thất của cái dòng Terra V6 trước. Đó, sau đây mời quý anh chị khám phá qua nha. Sau đây em đang ngồi trên nội thất của dòng Terra V6, thì như quý anh chị thấy đây là được trang bị, thứ nhất là cho mình là cái màn hình nè, màn hình Android theo nhà máy. Đó. Quý anh chị có thể trang bị, tại vì màn hình này á, thì nó cũng cơ bản thôi, chứ nó không được trang bị là VietMap cho mình hoặc là YouTube. Đó, mình có thể một là mình gắn iRobot, hai là mình có thể gắn màn hình Android trên đây. Và xe được em thấy là được trang bị là thứ nhất là bao da tay lái nè, camera hành trình là bên em khuyến mãi theo xe, và thảm lót sàn và bộ đồ nghề luôn nè quý anh chị, bộ đồ nghề theo xe. Đó, máy lạnh hai chiều đầy đủ hết, và đang đặc biệt là trang bị là ghế bột da. Đó thì bao điểm thấy là được trang bị màn hình nè, ghế da nè, và cái phụ kiện kèm theo xe thì em thấy cũng tương đối đầy đủ, và cũng như máy lạnh hai chiều đó, và cũng như kính chỉnh điện một chạm nè, kính chỉnh điện một chạm nha quý anh chị. Đó rồi, sau đây mình em xin mời quý anh chị khám phá qua dòng FRM, xem thử là nội thất bên trong như thế nào nha. Đó thì cái dòng này thì đâu trang bị động cơ 1.5 thôi, thì hộp số nó là 5 số tiến một số lùi. Đây, 5 số tiến một số lùi. Đó, máy lạnh em thấy tương đối là ổn nha quý anh chị. Đó cũng khá là mát. Đó, sau đây mời quý anh chị qua dòng FRM để mình khám phá thử xem là cái dòng nó có khác biệt gì so với dòng Terra V6 hay không. Đó, xin mời quý anh chị khám phá qua dòng FRM nha. Nội thất của dòng FRM 868 thì trước tiên thấy là về trang bị á, ví dụ như là về máy lạnh nè, đó, ghế là ghế da nè, rồi hộp số là 5 số tiến một số lùi, động cơ là 1.6, thì kính chỉnh điện vẫn là kính một chạm nha. Đó, nói chung là như dòng kia nó khác biệt mỗi cái á, là thứ nhất là cái màn hình, đó nó chỉ em trang bị màn hình MP3 thôi. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là em thấy nội thất nó cũng không có rộng như dòng Terra nha quý anh chị. Đó, nó không rộng như dòng Terra, còn máy lạnh thì vẫn như vậy, vẫn tương đối mát. Dạ. Còn về thiết kế về cái phần mạ rơm trên đây thì nó không được đẹp như dòng Terra nha. Thì nó chỉ làm cho nó có thôi. Còn về thiết kế thì em thấy cái mẫu Terra V thì nó nhỉnh hơn một xíu so với dòng 868 hiện tại.
đó. Còn quý anh chị nào đang có nhu cầu tham khảo hai mẫu sản phẩm trên thì cứ liên hệ với số hotline để bên dưới nha, để em thể báo giá chi tiết về chương trình khuyến mãi cũng như là hỗ trợ chính sách giảm giá trong tháng mới. Hiện tại showroom em đang ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 12 và Bình Dương. Thì quý anh chị nào đang có nhu cầu xem qua hai mẫu sản phẩm này trực tiếp tại showroom thì cứ liên hệ em Hoàng nha, để em Hoàng có thể hỗ trợ quý anh chị xem qua trực tiếp một sản phẩm để mình có thể cân nhắc kỹ hơn. Đó, sau đây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo của em Hoàng nha.